Chào các bạn, mình là Dương, chủ của trung tâm thẩm mỹ An Dương Beauty Spa tại số 41 đường Cung Việt, thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội. Hôm nay mình xin được chia sẻ với các bạn về phương pháp chăm sóc da bị tổn thương do lột tẩy hoặc sử dụng kem làm trắng nhanh chứa nhiều corticoid làm hỏng mặt đầu chúng ta. Đây là sản phẩm huyết thanh phục hồi dành cho da bị tổn thương. Khi sử dụng huyết thanh này, bạn sẽ cảm nhận ngay hiệu quả của nó trong lần sử dụng đầu tiên. Khi sử dụng, da bạn đang bị đỏ, đang bị căng, khô hoặc là cảm thấy rát thì bạn khi sử dụng xong bạn sẽ thấy da của mình dịu đi rất là nhiều. Vì sao? Bởi vì trong thành phần của huyết thanh phục hồi này nó chứa rất nhiều các vitamin được chiết xuất từ thực vật, và nó chứa đặc biệt là cái peptide C20 làm phục hồi da rất là nhanh. Khi các cấu trúc da bị phá hủy hoặc là bị tổn thương thì cái C20 này nó sẽ hàn gắn lại những cái tổn thương đó và phục hồi lại da của mình, kích thích tăng sinh những cái sợi peptide trong ở bên trong của sợi collagen. Vì thế cái da của bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được cái sự khỏe khoắn và tươi mới. Song hành với huyết thanh phục hồi này thì các bạn sẽ phải sử dụng thêm, đó là kem phục hồi G64. Đây là hai sản phẩm của hãng nhãn hàng Sunnycell của Đức và do công ty Đại Cát Á nhập khẩu và phân phối. Và để